Xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu về một sản phẩm công nghệ mới. Sản phẩm này có thể dùng làm quà tặng, làm vật trang trí ở bàn làm việc hoặc là sử dụng nó như một cái cổng hub 4 đầu ra. Đây là bộ sản phẩm. Bộ sản phẩm này thì gồm thứ nhất này, có sách hướng dẫn sử dụng này. Và đây là đồng hồ. Đồng hồ. Và một chiếc bút nhớ. Đây là chiếc đồng hồ. Thì đồng hồ này được tích hợp hai chức năng, đó là một hiển thị đồng hồ và chức năng đó là sử dụng như một cổng hub có 4 đầu ra, hỗ trợ USB 2.0. Thì trên tay mình đây là đồng hồ báo thức ghi nhớ đây. Thì loại này là loại màu xanh lá, có nhiều loại màu khác như là màu tím hoặc màu đỏ. Thì trên tay mình đây là màu xanh lá. Thì để sử dụng được cái đồng hồ này, mình cần 3 cục pin con thỏ AA đây, 1,5V. Các bạn lắp vào như này, lắp đúng chiều. Đây. Thì khi mình chưa cắm cổng USB này vào máy tính thì cái đây nó sẽ chưa sáng, cái bảng ghi nhớ nó chưa sáng này. Đó mà kết nối với máy tính này. Đó. Thì cái đồng hồ này có một bảng ghi nhớ này. Các bạn có thể viết các cái thông điệp mà yêu thương lên hoặc là viết cái gì dựa vào cái khả năng sáng tạo của các bạn. Thì ở đây có một cái bút mà kèm theo đây, các bạn có thể viết lên. Thì ở đây mình sẽ viết trái tim. Đó, giả sử viết tên nhóm ở đây nào. Chữ mình hơi xấu tí. Đó. Thì các bạn có thể viết cái gì tùy thích dựa vào cái trí tưởng tượng các bạn. Rồi. Thì trên cái đồng hồ này có một cái màn hình LCD hiển thị dùng để hiển thị ngày giờ tháng năm và các cái chức năng như báo thức này, ngày sinh nhật và đếm ngược thời gian này, thứ. Và dưới đây ở mặt dưới là một cái nút để mình chuyển cái chế độ, ví dụ như mình đọc ngày giờ, nhiệt độ này. Nhiệt độ thì có nhiệt độ C hoặc là nhiệt độ F, cái này mình chỉnh được. Đây là năm này, ngày tháng. Đây là thời gian báo thức. Thì thời gian báo thức này mình có thể cài đặt được 3 báo thức riêng biệt. Đây, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Và ngày sinh nhật này. Đây là đồng hồ bấm giờ này. Thì mình có thể bấm tăng hoặc là đếm ngược thời gian đấy. Rồi. Đây là các cái phím chức năng để mình chỉnh cái thời gian đúng và cài đặt các cái chức năng như báo thức hoặc là ngày sinh nhật. Thì ở đằng sau sản phẩm này có 4 cổng USB đầu ra để sử dụng như một cái hub USB. Đây, thì có một cái dây để mình kết nối với máy tính
và bốn đầu ra này. Thì bốn đầu ra này hỗ trợ USB 2.0. Bây giờ mình sẽ test thử cái chức năng hub của nó. Đây mình có một con chuột. Đó. Kết nối vào. Đây. Trên máy tính này mình sử dụng rất bình thường. Đó. Thì cái sản phẩm này các bạn có thể dùng nó để trang trí hoặc làm quà tặng, vừa để trang trí vừa để mở rộng cái cổng USB nếu mà máy của các bạn có ít cổng USB. Thì video của nhóm đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của nhóm. Thì ở cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt ngày giờ, cài đặt báo thức và một số chức năng của nó.